Ladies and gentlemen, let me present you our VIP, our stars of tonight's event, Mr. and Mrs. Trung and Gloria! So you may be seated. Everyone, please be seated. Okay, before we get into the first dance, I'd like to ask our bright aunt, Julia, to be here on the dance floor. And she will introduce a family for the bride. Good evening, everyone. I am Julia, and I'm the bride's aunt. And at this time, please continue the excitement as I introduce the family members on both sides. Xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị quan khách giờ này phòng vũ với vai trò là một người gì trong gia đình. Xin hân hạnh được giới thiệu họ nhà trai và họ nhà gái. I will try to speak in both English and Vietnamese. First of all, the bride has only one brother, who is also a handsome young man, and a groomsman. The only brother, cô dâu chỉ có một người em trai duy nhất, đó là cũng là một người phụ rể đẹp trai hôm nay, Stan Nguyễn. And now, I would like to introduce the bride, mom's side of the family. This is gonna be long. Nên em cũng xin giới thiệu bên ngoài của cô dâu trước hết. Có bà ngoại của cô dâu, bà mục sư Nguyễn Định, the bride's grandmother from San Jose. The bride's auntie and her husband, Yi Hồng Bích, và chồng là Thomas from Florida. Daughter who saw the flower girl, Brooklyn from Florida. And Auntie Yu Lu Phương và chồng là mục sư Hồ Xuân Phước. Please stand as I introduce. Cậu mục sư Nguyễn Thọ Hân, vợ và ba cháu Lydia, Amanda, and Jessica from San Jose. Uncle, cậu, mục sư Nguyễn Thọ Tuyên, vợ, ba cháu là Alexandra Nguyễn. And then I'm the next auntie, Julia, and I have my daughter Christine and her husband Daniel and my son Jamie. Auntie and her husband Yi Hồng Lan và chồng là Bùi Duy Thiện cùng các cháu Duy Ân, Việt Bùi and Vĩ Bùi. Are you guys standing up? Auntie and her husband, Yi Anh Thư và chồng Trương Hồng Phước. And there are three beautiful children, Julianne, Anthony, and Melissa.
wife Amy and their two beautiful children, Nicholas and Carissa. Auntie and her husband, Huynh, and her husband, Mike Bauer. Grand uncle, Nghiem. Yeah, let's look.